Thùy Linh làm gì sai hả mẹ? Cô ấy làm gì sai chứ? Tại sao mẹ lại đối xử với cô ấy như vậy? Mẹ có nghĩ cho cảm xúc của con trai mẹ không hả? Con, cái gì con. Vậy con? Mẹ có nói cái gì đâu? Con ơi, nè nè, con sai rồi. Nghe lời ba, đi che phòng ngủ nha con. Con không sai, con chưa sai. Ba để con nói chuyện với mẹ. Mẹ có biết á, cái việc mà con được sinh ra trong gia đình này á, con buồn khổ lắm, con buồn chán, con mệt mỏi lắm mẹ có biết không hả? Con không thích điều này đâu. Suốt ngày á, con My nó coi thường con. Nó coi con chẳng ra gì hết. Nó oán trách con. Nó chỉ trích con là thằng bất tài vô dụng trong cái nhà này. Vậy mà lúc nào cũng được mẹ thương yêu hơn. Nó không hề biết được là thằng anh của nó suốt biết bao năm qua chịu bao nhiêu áp lực. Nó không hề biết được là suốt những năm qua con đã phải chịu đựng kìm nén như thế nào đâu. Thôi bà, nghe lời ba, đi vô trong phòng ngủ. Hoàng Minh của mẹ đi. Con trai của mẹ, con trai của mẹ chắc chắn sẽ trở thành một thằng đàn ông thành công. Con trai của mẹ làm được tất cả. Con trai của mẹ là thằng đàn ông hoàn hảo. Mẹ tưởng là con thích nghe mấy lời đó lắm hả? Không có đâu. Con không có thích nghe chút nào hết á. Con cảm thấy sợ lắm. Con sợ là bản thân mình không đủ năng lực để mà như mẹ kỳ vọng. Con sợ bản thân mình không đủ năng lực để trở thành thằng đàn ông thành công, thành đạt giống như ý của mẹ. Con không thể nào kiếm được nhiều tiền để mang về cái nhà này giống như mẹ kỳ vọng của con. Con rất sợ. Con sợ á. Con sợ nhất là mẹ đó. Mày im đi. Nói cái gì vậy? Đi vô trong phòng ngủ. Không nói nữa. Con sợ hả Minh? Con sợ mẹ hả? Em ơi, trời, mẹ sanh con ra, mẹ nuôi con tới giờ phút này. Bây giờ con nói con sợ mẹ. Con mệt mỏi, con áp lực. Một mình con áp lực hả? Một mình con mệt mỏi hả? Thành, 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 em ơi. Con tưởng mẹ sung sướng lắm hả? Em ơi, em. Trời ơi. Vậy thì mẹ buông tha cho con thì. Cái gì vậy? Mẹ đừng bắt con là thứ của mẹ nữa có được không? Đừng như vậy nữa mà. Con nhớ lúc nhỏ con bị phỏng á. Cái lời phỏng nước sôi. Con ước gì?